본인이 원하는 약간 워너비 몸이 혹시 있거나 어? 네, 본인의 네, 어떤 아 있어요? 네, 있어요. 아무튼 준비해 왔어요? 이런 몸을 있다고 합니다. Kể từ khi cắt đi mái tóc dài, Song Ji-hyo chăm chỉ chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân hơn hẳn trước đó. Mới đây, cô nàng khiến fan xốn sang khi đăng tải hình ảnh năng động, tươi trẻ nhưng không kém phần quyến rũ. Chẳng cần ăn mặc quá hở hang, son phấn, mỡ ngố vẫn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi có một hình thể săn chắc. Nhiều fan chỉ biết tấm tắc khen ngợi đúng là gừng càng già càng cay. Không chỉ vậy, nhiều fan Running Man còn đùa rằng chắc hẳn Ji-hyo là học viên rất xuất sắc của huấn luyện viên thể hình Kim Jong-kook nên mới có được vóc dáng gợi cảm như hiện tại. Những lời nói trên của fan không phải không có căn cứ, bởi cách đây gần một năm, mợ ngố là khách mời đầu tiên khai trường vlog của Kim Jong-kook. Thời điểm đó, người năng lực đã được xem hình mẫu Ji-hyo mong muốn và tư vấn cho cô phương pháp luyện tập và chế độ ăn phù hợp. Anh cũng khen ngợi Ji-hyo là người rất dễ lên cơ dù cô nàng rất khó lòng kiềm chế trước những món ăn ngon và còn thích ngủ nướng. Là đồng nghiệp thân thiết gắn bó hơn chục năm trong nghề, cả Song Ji-hyo và Kim Jong-kook đều được đông đảo khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Dù hai người nhiều lần phủ nhận mối quan hệ tình cảm nhưng người hâm mộ vẫn luôn nuôi hy vọng về một cái kết đẹp vì hai người đều độc thân và rất hợp giờ. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai đều tạo nên phản ứng hóa học cực kỳ đáng yêu. Vậy nên dù nhiều năm trôi qua, sức hút của những thành viên Running Man này đều khó suy chuyển trong lòng khán giả.